À, phương pháp tiêm giảm mỡ. Ok, phương pháp tiêm giảm mỡ tốt. Một vấn đề. Rồi, có vấn đề gì nữa mọi người cứ comment nha. Bởi vì cái mạng của mình nó hơi chậm nên là mình sẽ phải các bạn sẽ comment trước, mình sẽ đợi gọi là mình trễ một lát, sau đó thì mình mới bắt đầu trả lời cho mọi người. Bác sĩ tư vấn em tình cảm với bạn này chắc chôn mình đây. Lệ Mạnh Hùng chôn anh đúng không? Rồi, ok, mình sẽ trả lời, mình chia sẻ cái câu đầu tiên. Bác sĩ tư vấn cho mình tiêm giảm mỡ. Thế thì tiêm giảm mỡ thế này thì đầu tiên ấy thì phải nói về cái tính tính hợp pháp và tính pháp lý của nó. Thế thì ngay cả hiện tại bây giờ mọi người thấy là ở trong các spa, các cái thẩm mỹ viện hay là một số cái phòng khám thì người ta sẽ tiêm rất là nhiều, tiêm sử dụng một số cái sản phẩm để tiêm giảm mỡ vào bắp tay, giảm mỡ bụng, giảm mỡ đùi. Hoạt chất tiêm thì cho đến hiện tại mình có rất là nhiều hãng sản xuất nha, rất là nhiều hãng ở ở Mỹ, ở châu Âu, ở châu Á đều có. Tuy nhiên thì mình hay mình tìm các cái tài liệu cũng như là các nghiên cứu mà được FDA, tức là một cái cơ quan quản lý về thực phẩm và thuốc ở Hoa Kỳ, FDA, người ta cho phép cũng như là người ta khuyến cáo sử dụng những cái sản phẩm hoạt chất nào thì chúng ta mới nên sử dụng hoạt chất đấy. Thì cho đến hiện tại ấy, thì mình mới mới biết được, có thể là mình sẽ chưa cập nhật thêm, nhưng mình mới chia sẻ là có một cái hoạt chất mà nó được sử dụng tiêm giảm mỡ, nhưng mà nó chỉ khuyến cáo cho tiêm giảm mỡ ở nọng cằm thôi. Thì cái hoạt chất đấy nó tên là deoxycholate thì phải. Deoxycholate nó tiêm ở nọng cằm này. Và nó có một vài sản phẩm nó có tên thương mại rồi. Tên thương mại được phép lưu hành ở ở các cái nước khác. Đấy thì mới có một cái hoạt chất đấy, là cái hoạt chất mà được tiêm được FDA chính thống công nhận để cho trong mục đích tiêm giảm mỡ. Và người ta cũng mới chỉ khuyên cáo là tiêm ở nọng cằm thôi. Còn các cái hoạt chất khác, các cái dạng thuốc tiêm giảm mỡ khác thì có rất là nhiều, có rất là nhiều nha. Nhưng mà hiện tại thì các cái nghiên cứu cũng như là các cái khuyến cáo của các tổ chức y tế thì hiện tại vẫn vẫn rất là chưa rõ ràng, chưa chưa cụ thể, cũng không, đặc biệt là FDA nó ngoài cái đấy ra nó chưa khuyến cáo cái nào cả. Thì có rất nhiều, ví dụ như là phosphatidylcholine này, L-carnitine, và rất, nói chung là rất là nhiều, mình không kể đây thì nhiều khi mọi người cũng khó. Thì những cái đấy thì nó không không được chính thống nhưng mà mọi người vẫn tiêm. Đặc biệt là cái phosphatidylcholine ấy thì nó là một cái mà được tiêm được được ứng dụng bằng nghiên cứu rất là nhiều, nhưng tuy nhiên thì những về những cái cơ chế mà đáp ứng làm giảm mỡ của nó thì nó không 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 hoàn toàn là có hiệu quả, nó rõ ràng nên là người ta cũng không có áp, người ta không có khuyến cáo chính thống, mà người ta vẫn chỉ dừng lại ở cái mức độ là nghiên cứu thử nghiệm. Sau đó thì cũng có rất nhiều những cái đơn vị, những người người ta sử dụng cái sản phẩm đấy để tiêm. Đấy thì đầu tiên chúng ta phải hiểu về những cái hoạt chất mà nó được phép tiêm, nó được 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 phép lưu hành hay là chính thống hay là không. Cái thứ hai là về vấn đề giảm mỡ thì tự nhiên là bạn muốn tiêm ở đâu? Tiêm ở bụng, tiêm ở đùi, tiêm ở cánh tay. Thế thì dựa vào những cái đấy thôi thì thứ nhất là bạn phải phải cái người tư vấn tiêm cho bạn ấy thì ít nhất phải là bác sĩ hay là những người có chuyên môn, mà người ta sử dụng những cái sản phẩm mà được được lưu hành hợp pháp, cũng như là phải có những cái cơ chế rõ ràng. Bởi vì mình biết, mình đọc rất là nhiều, và cái cơ chế của cái việc tiêm giảm mỡ để cho nó giảm cái mỡ ở vùng mà người ta muốn tiêm đi ấy, muốn teo đi, ví dụ bụng chẳng hạn, thì những cái sản phẩm đấy thì nó sẽ có khả năng là khi mà tiêm vào cái mô mỡ ấy, thì nó sẽ làm cho cái tế bào mỡ nó bị vỡ ra, bị vỡ màng ra. Thì sau đấy cơ thể chúng ta nó mới có cái một cái phản ứng là nó nhận biết là chỗ đấy nó bị viêm, nó bị không bình thường nữa, và các cái thành phần của cơ thể như là đại thực bào, bạch cầu, đa nhân trung tính, rồi thì rất là nhiều những tế bào khác nó đến đấy, nó ăn, nó dọn dẹp các cái hạt mỡ, các cái phần mỡ mà nó bị giải phóng ra khỏi cái tế bào mỡ ấy. Thì khi đấy thì nó phải tiêm nhiều, tiêm dày thì nó mới có được mang lại cái hiệu quả. Tuy nhiên là nó sẽ có một cái tác dụng phụ mà hầu hết cái sản phẩm nào cũng có, là rất là đau, chắc chắn rất là đau đấy, rất là đau luôn. Và đau thì cái lúc tiêm cũng đau, sau khi về nhà nó cũng đau, nó cảm giác đau âm ỉ, đau nặng, đau khó chịu lắm. Nên là tốt nhất là theo mình khuyên khuyên đấy thì tốt nhất là không nên tiêm đấy, tốt nhất là không nên tiêm, bởi vì là
nó rất là đau. Thứ hai là những cái sản phẩm thì nhiều khi nó không rõ ràng về cái nguồn gốc cũng như cái nguyên lý của nó. Cái thứ ba là không phải tiêm một lần mà nó được đâu. Những cái nghiên cứu người ta đánh giá, người ta chỉ ra rồi, và trên thực tế thì mình có gặp một vài người tiêm, cũng như là cái thuốc đấy là mình có biết, thì nó phải khi mà đạt được hiệu quả nó phải rơi vào tới ít nhất là 4 lần cho đến 6 lần cơ. Rất ít người có cái đáp ứng ngay là một cho đến 2 lần mà có hiệu quả. Đấy, nên là rất là ít. Và ngoài cái tác dụng phụ đau ra thì nó có nhiều cái tác dụng phụ khác. Nó cũng rất là nguy hiểm. Ví dụ nhẹ thì nó rất hay gây ra bị kích ứng và dị ứng tại cái vị trí tiêm ấy. Rất hay bị dị ứng. Đấy. Thứ hai là nhiều khi mà mọi người tiêm tiêm quá liều thì nó sẽ có vấn đề là nó làm vỡ nhiều cái phần mỡ ở đấy quá. Nên là khi mà cơ thể chúng ta nó đến nó dọn dẹp cái chỗ đấy, thực bào nó, bạch cầu nó ăn ấy, thì giống như kiểu một cái ổ áp xe rất là lớn ấy, thì nó sẽ gây ra áp xe vô khuẩn ở đấy. Và nhiều người thì cứ sau khi tiêm xong thì cứ u cục ấn vào đâu đau chỗ đấy, ấn vào đâu đau chỗ đấy, cộng với lại là chỗ lồi chỗ lõm chỗ thì giảm thì không đấy, nên là tốt nhất là không nên tiêm. Giảm mỡ bằng cơ chế ăn uống, tập luyện là tốt nhất đấy, duy nhất chứ giờ mình mới thấy có cái chỉ định là tiêm cho cái vùng mỡ nọng cằm bằng cái sản phẩm của FDA nó công nhận là nó chính thống nhất, còn tất cả sản phẩm khác thì hầu như cũng chưa có. Nên là mình mặc dù là cái đấy thì mình cũng tìm hiểu, mình cũng thuộc chuyên ngành của mình ấy, hiện tại bây giờ mình cũng làm về cả da liễu đấy, nhưng mà mình cũng không không khuyến cáo là khách hàng tiêm cái đấy. Đấy. Hôm nay có ai ở Hà Nội hay ở miền Bắc không? Hôm nay là một ngày khá lạnh, cũng cũng khá là lạnh, và đặc biệt là hôm nay mình đi làm thì mình thấy là hôm nay so với hôm qua thì hôm nay cái chất lượng không khí nó kém quá, tồi hơn hôm qua rất là nhiều. Mình đi mình đứng đậu xe đèn đỏ ở ngã tư Sở thôi mà không thể nhìn thấy một cái gì ở phía trước, ngoài là có mỗi cái căn nhà, cái tòa nhà Vincom Real City á. Và bình thường thì mình đi mình rất hay để ý đến đấy, là mình thấy là ở phía sau đấy nó sẽ có vài ngôi nhà xa xa nữa và mình nhìn thấy, còn hôm nay thì tuyệt nhiên không thấy luôn, không thấy một gì, một bầu trời sương mù mịt luôn, nên là không thấy, là chất lượng không khí mấy hôm nay cực kỳ là kém. Nên là mọi người cũng chú ý là khi mà ra ngoài đi xe máy ở ngoài đường thì cũng chú ý là khẩu trang cũng như là khăn, rồi thì áo chống kín nó đầy đủ để bảo vệ cơ thể, đặc biệt là đường hô hấp. Rất nhiều người trong cái thời điểm này nó vừa rét đậm rét hại rồi lại cộng thêm ô nhiễm không khí, nên là cái chắc chắn là cái số lượng bệnh nhân bị các vấn đề về viêm mũi dị ứng đường hô hấp ấy, viêm mũi dị ứng, viêm phổi, viêm mũi họng, các thứ khác là tăng lên rất là nhiều, đặc biệt là trẻ em. Tốt nhất là những cái ngày như này nồng độ bụi nó quá cao, và đặc biệt là buổi sáng ấy, buổi sáng thì cái bụi nó vẫn còn nặng sương, đúng không? Nó vẫn có hơi nước nó nặng xuống, nó chìm xuống dưới, nên là tốt nhất người già và trẻ nhỏ thì hạn chế ra ngoài, hạn chế ra ngoài trong buổi sáng thì tốt nhất, và cũng không nên đi bộ hay là tập thể dục vào buổi sáng lại quá sớm mà lạnh như vậy, nó sẽ không tốt. Đấy, mình chỉ chia sẻ với mọi người một chút như vậy. Này hả? Đúng rồi, nay Hà Nội như Sapa luôn bạn Lê Mạnh Hùng ạ, như Sapa thật là kinh khủng. Đúng kiểu một bầu trời mù mù sương, Sapa thì là mù sương, còn Hà Nội thì là mù bụi.